Bạn không có giờ để đọc sách, nhưng bạn có thể vừa nghe vừa làm việc. Hãy đăng ký kênh Sách Nói Công Giáo. Sách Nói Công Giáo cập nhật mỗi ngày. Đăng ký ngay và luôn để được nghe những audio sách hay mỗi ngày. Subscribe Sách Nói Công Giáo các bạn nhé.